Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, hôm nay chúng em xin giới thiệu cũng như là hỗ trợ anh em về những cái phụ kiện rất là quan trọng và rất là khó mua các bác nhé. Thì trước mặt các bác là những cái sản phẩm là cọc cắm chân loa đó, hay là còn gọi là cọc cắm loa đó. Thì đây là chúng em đang có những cái cọc cắm loa dành cho loa nằm đó, dành cho loa nằm các bác này. Đó, nó nằm thì chúng ta em có hai mẫu, một là chân dòi thế này âm dương và hai là chân liền đó. Ví dụ như là trong những cái cọc, những cái đôi loa của các bác á, đó nó vừa với loại nào thì các bác có thể lấy loại đấy. Và cái loại này thì trên thị trường rất là hiếm đấy các bác, mua rất khó đúng không ạ? Để được những cái cọc loa xịn này thì mua rất là khó luôn. Còn đây là cọc Canon, cọc Canon này thì các bác có thể thay vào vang hoặc là vào đẩy công suất nhé. Đây là cọc cắm loa loại tốt này, nhìn rất là đẹp luôn này. Đó, bao gồm là một cực dương, đây là cực âm này. Đó, và mỗi một đôi loa này chúng ta sẽ cần là hai đầu, một chiếc loa là chúng ta sẽ cần hai đầu như này. Đó, một âm một dương. Đó, về chúng ta tự hàn rất là dễ làm đúng không ạ? Còn nếu như các bác có đôi loa của các bác như thế này thì các bác có thể là mua một chiếc như thế này về là dành cho một chiếc loa. Còn nếu như thế này là chúng ta sẽ dành cho một đôi loa này. Đó, tưởng là dễ mua nhưng cái này rất là khó tìm các bác nhé. Đó, rất là khó tìm. Em không biết là ở khu vực các bác đang xem video của bên em thì các cái này có dễ tìm hay không, nhưng ở khu vực Bắc Ninh em thì cực kỳ khó tìm nhé. Đó, và cái này thì em cũng chỉ mong muốn là hỗ trợ các bác thôi. Đó, ví dụ như các đôi loa của các bác nó bị hư các cái này này, đó em có thể hỗ trợ cho các bác là bán cho các bác, kể cả một chiếc em cũng bán nhé. Đó, cái này thì không lợi, không nờ nãi gì đâu. Em nói thật với các bác là những cái này là không nờ nãi gì đâu. Đó, mục đích là hỗ trợ các bác là chính thôi. Đây là loại cọc nhỏ này. Đó, đây là cọc lớn. Loại nhỏ và loại to, các bác thích lấy loại nào đấy. Thì mấy cái này thì không nờ nãi gì đâu. Mục đích là hỗ trợ các bác là chính thôi ạ. Đó, cọc cầm chân loa. Rất là đẹp. Đó, các bác về là mua về chỉ việc cắm vào, sau đó chúng ta hàn dây tín hiệu dây loa từ bát, từ chép, từ bát, từ phân tần ra đây là được. Đây là cọc cắm căng đông, cực đẹp. Các bác cần em cần cái loại phụ kiện nào thì cứ để lại bên dưới thì chúng em sẽ tư vấn cho các bác. Thì ngoài những cái cọc cắm chân loa này ra thì chúng em có những cái đầu jack AV, đầu jack Canon, đầu jack bắp chuối, đầu jack 6 ni, đó jack 3.5 vân vân. Chứ là các loại phụ kiện âm thanh thì bên em có rất là nhiều nhé các bác nhé. Đó, ngoài loa vang đẩy ra thì chúng em có những cái phụ kiện rất là nhiều, kể cả dây loa từ 2 cho đến 10 nõi có cho các bác. Các bác và anh em quan tâm đến sản phẩm nào bên em thì cứ để lại bên dưới thì chúng em sẽ tư vấn, hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để bên em sẽ hỗ trợ. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thì hay thì nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.